Ủa, cái gì đây? Hãy mở gương này và đặt vào đây. Nhưng mà đặt vào đâu? Đặt vào bên phải. Oh my god. Thì tất cả các bạn đến với chim của mình thì hôm nay thì lúc nãy bạn đã thấy rồi, cái đó bắn bị bạn các bạn lại lầm tưởng là cái đó chỉ là bỏ cung nhiều vô đúng không? Không hợp phải, không phải đâu. Thực chất đó là có một cái cung tên thôi mà lại bắn ra hoài gì luôn, đó là vĩnh viễn luôn đấy các bạn. Thì trong video này nếu như các bạn muốn thấy hai video này thì hãy like cho mình và kế tiếp là bạn sẽ subscribe cho mình, và sau khi subscribe xong bạn sẽ thấy một cái nút chuông rất là quan trọng, bạn sẽ bấm vô và mình sẽ cảm ơn tất cả các bạn nhiều vì lý do bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Thì hôm nay mình sẽ làm video về cái này nhé. Thì trước tiên thì mình sẽ làm cho các bạn cách làm như thế này. Đây. Bạn sẽ bỏ hết mấy này đi. Các bạn cần nguyên liệu như sau. Đầu tiên, bạn lấy một cái redstone được cái đá đỏ ấy. Và thứ hai, máy DPC gì đấy đó. Và cái thứ ba, redstone đuốc, có nghĩa là cái đuốc đá đỏ nhé. Rồi còn cái cung tên lúc nãy mình nói rồi, với lại cái khói này thì chỉ là ướp lại cho không ai thấy thôi. Giờ tiếp tục nha. Đầu tiên các bạn hãy gửi cho mình cái lệnh này nhé. Sau khi xong, mình sẽ được những cái này. Giờ bắt đầu video thôi nè. Các bạn phải đợi cho mình 3 x 1 nha. À nhầm, không phải 3 x 1 mà là chỉ là 3 cái ô này thôi. Nhưng mà kiểu như 3 x 1 á. Nè, chỉ vậy thôi. Ok, giờ bạn sẽ cho mình đặt cho mình cái này, sau đó đặt cho mình cái này. Ok, giờ các bạn gửi lại như sau nha. Ok, các bạn sẽ lấy cái tập cái này nha. Bạn sẽ coi cái tay đồ ở đây. Giờ mình sẽ tua nhanh ghi tay đồ này 2 lần nhé. Một lần ghi tay đồ này xong rồi cắt ra rồi ghi tiếp một lần đó nữa, rồi xong rồi chỉ tiếp nhé. Sau khi xong, giờ bạn sẽ làm cái này theo mình nha, không có sai sót một bất cứ cái nào nhé nha. Ok, đầu tiên bạn đặt một cái cỏ ở đây, có gì cũng được hết. Ok, sau đó bạn đặt 2 đuốc ở đây. Ok, chích bạn, ok bỏ đi, cái không quan trọng. Bạn đặt như thế này.
như thế này. Bạn đặt như thế này nha. Sau đó các bạn sẽ đặt cho mình ở đây. Ô này ở đây nha, cắt một ô. Đó các bạn ở đây nha. Nè, vậy thì cái tên đồ giống vậy. Đi vô đây nha. Đúng rồi, đi cái tiếp theo vô. Vô cái mở lúc nãy bạn đứng ở đây nè. Đây nha, đây nè. Bạn sẽ tua nhanh. Sau khi xong, giờ bạn sẽ đặt cái chỗ cũ. Đặt cái này, máy này chỗ cũ. Quan đã, mình quên cho bạn cái này. Bạn phải bấm repeat với away update nha. Ok, sau khi xong, thoát ra. Rồi bạn sẽ đặt cho mình cái này lại. Đó, ok. Ui, nó bị lỗi rồi các bạn ơi. Nhưng mà mình nhớ mình làm này được mà. Nè. Nhưng mà bạn cứ làm giống vậy nha. Nè. Đấy, nó cũng lặp lại vậy. Sau đó các bạn ghi như thế này. Rồi. Rồi đó. Giờ bạn chỉ cần bỏ việc bạn đặt trong này. Rồi sau đó bạn bỏ vô cái cung tên trong này. Đấy. Ok, mình sẽ chỉ vậy thôi. Nếu các bạn thấy hay thì ủng hộ cho mình nhé. Còn tốt hơn nữa thì bạn subscribe cho mình hơn nha. Ok, bye bye. Quên cái này nữa là cái này nó cũng có thể bỏ vô cái lửa được nha. Bỏ vô cái lửa được nha, đây nè. Đấy, bạn sẽ bỏ vô lửa. Ok. Rồi sau đó lật quà. Ui thôi, mình ngừng video tại đây nha. Nó bị gì nữa rồi. Thôi, bye bye. No.